Pomatheo còn có tên gọi khác là Lâu Đài Bông, tên được đặt theo vẻ đẹp mịn màng của mặt núi đá trắng như bông tuyết. nằm ở mi tây nam của Thổ Nhĩ Kỳ, cách thành phố Denizli khoảng 20 km. Pomatheo có khí hậu ôn đới địa trung hải với mùa hè nóng và khô, và mùa đông ấm áp và ẩm, được hình thành khoảng 14.000 năm trước từ các suối nước nóng chứa canxi và khoáng chất. Khi nước từ suối chảy xuống các rãnh đá phía dưới, canxi bị kết dính vào các mặt đá và tạo thành những hệ thống núi đá vôi trắng và các bể nước nóng keo vào mùa đông, thì thời tiết sẽ khá lạnh, với nhiệt độ trung bình từ 2 đến 10 độ cờ. Tuy nhiên, cũng có khả năng sẽ có tuyết rơi, làm cho khung cảnh trở nên thêm đẹp mắt. Vào mùa hè thì thời tiết khá nóng và khô, nhiệt độ có thể lên đến trên 30 độ cờ. Bạn nên đến keo vào mùa xuân tháng 4 đến tháng 6 hoặc mùa thu tháng 9 đến tháng 11 khi thời tiết ở khu vực này thường khô giáo và ấm áp tạo đi kiện thuận lợi cho việc đi bộ và tham quan. Ngoài ra, vào mùa này cũng tránh được những đợt nắng gay gắt trong mùa hè và những trận mưa lớn trong mùa đông tuy nhiên nếu bạn muốn đến karmate để tắm khoáng vào ban đêm thì mùa hè có thể là lựa chọn phù hợp vì nhiệt độ còn ấm áp hơn